Ngày 20 tháng 11, phong trào Hezbollah ở Liban cho biết đã sử dụng máy bay không người lái UAV, đạn pháo và tên lửa tấn công vào các vị trí quân đội Israel ở miền Bắc quốc gia này. Cụ thể, lực lượng Hezbollah đã phát động 3 đợt tấn công bằng UAV nhằm vào binh sĩ Israel tại thị trấn Kiri Asmona. Trước đó, vị trí này cũng bị nã pháo hạng nặng từ phía lãnh thổ Liban và đều được cho là trúng các mục tiêu. Bên cạnh đó, Hezbollah còn tuyên bố đã phóng loạt tên lửa bút can vào miền Bắc quốc gia Do Thái và cũng khẳng định một số quả đã trúng mục tiêu. Phía lực lượng phòng vệ Israel, IDF, sau đó cho hay đã phát hiện 3 UAV tấn công gần sát một tiền đồn, song không có báo cáo về thương vong. Thông báo của IDF nêu rõ có 25 cuộc tấn công từ phía Liban về phía một số vị trí gần biên giới với Israel và hệ thống phòng không đã đánh chặn một số quả đạn, trong khi số còn lại rơi xuống vùng đất trống đáp lại idf đã huy động xe tăng máy bay chiến đấu và trực thăng bắn vào các vị trí của hezbollah ở liban nhất là các vị trí nghi là nơi lực lượng này triển khai tên lửa chống tăng ở miền nam beirut